Xin kính chào tất cả các quý vị, tất cả các anh chị cùng tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các quý vị, tất cả các anh chị cùng tất cả các bạn đã trở lại với cái kênh của mình. Mình tên là Nhật Tấn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ cho tất cả các quý vị, tất cả các anh chị về một bài, đó là chúng ta sẽ đi tìm ngày tốt, ngày đẹp trong cái tháng 12, tức là cái tháng cuối năm năm 2021 này, để chúng ta có thể dựng cửa, tạo cửa và sửa cửa để chuẩn bị đón Tết các quý vị. Thì trước khi đi vào bài thì tôi cũng xin nói cho tất cả quý vị biết, chắc rằng là tất cả quý vị luôn luôn là tò mò muốn biết rằng tôi coi ngày cho tất cả quý vị dựa vào những quyển sách nào. Thì không phải là khoe các quý vị, tôi sẽ giới thiệu cho các quý vị quyển sách này. Nếu các quý vị nào tìm được thì càng tốt, thì cứ học. Còn tôi không phải là khoe, đây là tôi chỉ là chia sẻ ra được sách để tất cả các quý vị có sách để mà nghiên cứu. Tôi nói thiệt, quyển này nó dễ bị thất truyền lắm các quý vị. Quyển này ông Nguyễn Văn Ba là ông viết là quyển đầu tay, tức là trong đây tuy là xem ngày, tổng hợp cái thuật xem ngày của phương Đông, mà trong đây cũng có hướng dẫn về nhà ở, phong thủy nhà ở, cho nên là có quyển này trong tay rất là lợi hại các quý vị. Rồi một thời gian sau ông Nguyễn Văn Ba mới tách cái quyển này ra, tức là cái quyển này này á, thì nó gồm là cái coi nhà ở và với lại là phong thủy coi ngày, và với lại là phong thủy coi ngày, cho nên á sau này người ta sau này ông Nguyễn Văn Ba ông mới tách ra, tức là cái nào ra coi ngày là coi ngày, còn cái nào coi phong thủy là coi phong thủy, thì ông đã tách ra thành một cái quyển này, tức là nguyên chỉ riêng cái quyển này là coi giời, thật coi ngày thôi các quý vị. Đó là một quyển nó dày như thế này đó, và quyển này là quyển coi giời nhà ở, bếp núc phòng 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 ngủ rồi đó, là coi giời phong thủy đó. Thì cũng từ cái quyển này, thì cũng từ quyển này mà lại ông Nguyễn Văn Ba sau này ổng tách ra được hai cái quyển này các quý vị, hai quyển này. Thì tôi cũng xin nói cái quyển đỏ đó sau này sẽ bị thất truyền, tại vì ít ai biết đến, đa phần người ta chỉ coi những cái cuốn lớn như thế này. Đó là những cái cuốn biên soạn thời nay. Cái quyển này á trên thị trường là 250 một quyển các quý vị. Còn cái quyển gốc này nè, quyển này thì là gốc bao gồm hai cái quyển trước, nhưng mà chỉ có 150.000 một quyển thôi các quý vị. Còn cái quyển này đó là chỉ cho chúng ta về phong thủy nhà ở, chỉ là phong thủy nhà ở thôi, không nói về mồ mả nha các bạn, phong thủy nhà ở mà thuộc về phong thủy bát trạch và phong thủy lon đầu. Thì đây quyển này thì lại là nó rất là dày và nó có giá là 450 các quý vị đó. Còn cái quyển này coi ngày này thì có 250 thôi. Rồi còn cái quyển gốc, gốc này thì chỉ có 150. Nếu mà các quý vị nào mà tìm không ra, tìm ở bất cứ chỗ nào mà không tìm ra được ba cái quyển này, thì hãy liên hệ với tôi có thể mua giùm đó. Tại vì ở chỗ khác nó sẽ mắc tiền hơn đó các quý vị, ở chỗ khác nó sẽ mắc tiền hơn đó. Còn chỗ tôi là ngày trước tôi mua trước rồi, tôi mua để dành tôi học trong một cái nó cũ đó, mấy quyển sách cũ đó, rồi bắt đầu là tôi cắt lại và tôi mua những cái quyển mới, cho nên bây giờ nó tồn nó. Còn cái quyển này nè các quý vị, còn kích kích bị luôn á, tôi chưa khui luôn á các quý vị, tôi không phải mua mua giờ để bán đâu các quý vị. Nếu mà các quý vị nào cần thì có thể liên hệ với tôi có thể để lại cho các quý vị giá gốc là hai quyển. Nếu mà quyển coi ngày là 250.000 một quyển, còn một quyển coi về dương trạch, tức là coi về nhà ở, là 400.000, 450.000 một quyển. Thì
cộng với tiền ship, tức là cái quyển coi ngày nè 250 thì cộng với tiền ship là 208, và quyển quyển này 450 cộng với 30.000 tiền ship nữa là 408. Còn cái quyển gốc này quyển gốc này là coi như là gom hết hai cái quyển kia thì 150 cộng với 30.000 tiền ship là 108 đó. Thì tùy theo các quý vị, nếu mà các quý vị, nếu mà các anh chị nào biết chỗ mua thì càng tốt, còn nếu các quý vị không tìm ra và không biết chỗ mua thì có thể liên hệ với tôi để tôi có thể giúp đỡ tất cả các quý vị tìm ra những cái quyển sách bổ ích để giúp cho tất cả các quý vị thông đạt được mọi mọi điều về cái phương Đông của chúng ta. Tức là cái những quyển sách này nói về thực coi ngày của phương Đông, thì tức là phương Đông là mình Trung Quốc rồi đó, là phương Đông, còn mà Mỹ Tây, Mỹ Anh là phương Tây. Thì hôm nay chúng ta sẽ xem về cái ngày dựng cửa, tạo cửa và sửa cửa. Thì cái ngày này thì chúng ta nên tránh những cái hung tinh như thế này là tam nương, nghiệt kỵ, sát chủ, thọ tử, nghiệt kiên, nghiệt phá, nghiệt ếm, nghiệt sát, chu tước, rồi ngày thiên tặc, địa tặc, rồi ngày câu giảo, hà khôi, ngày hoang vu, ngày tránh tứ phới, ngày tử khí. Ở ngày tử khí tức là ngày trực định đó các quý vị. Tử khí, ngày trực định luôn luôn có đại hao, tử khí, quan phù và tam hạp. Đó, các quý vị nên nhớ, nên ngày trực định tức là ngày ngày đại hao, tử khí, quan phù, còn ngày trực bình là ngày ngày tiểu hao. Rồi chúng ta phải tránh ngày hoang vu, giờ ngày thiên địa chuyển sát, rồi ngày dương công kỵ nhật, ngày sát chủ mùa, ngày đại sát bốn mùa. Đó. Thì sau một loạt tôi đã biên soạn chắc là kỹ lưỡng và tôi đã soạn ra cho tất cả các quý vị, tất cả các anh chị được 3 ngày kiết trong cái tháng 12 để chúng ta có thể dựng cửa. Đó là ngày 4 tháng 12, ngày 12 tháng 12 và ngày 25 tháng 12 đó các quý vị. Thì 3 ngày này như thế nào thì mời tất cả các quý vị, tất cả các anh chị cùng lấy giấy lấy viết ghi lại nha. Ngày 4 tháng 12 năm 2020, ngày này là ngày Giáp Tý, nó thuộc về là hành kim, nó là trực bới, nó là thứ bảy hàng tuần, nó nhằm ngày 16 tháng 1 dương lịch. Tức là ngày dương lịch là ngày 16 tháng 1 mà ngày âm lịch là ngày 4 tháng 12. Ngày này thì nó kỵ tuổi là Tý, Ngọ, Mùi và giờ tốt là giờ Ngọ từ 11 giờ cho tới 12 giờ 59 phút. Và con giờ nước lớn là giờ Mùi từ 13 giờ cho tới 14 giờ 59 phút các quý vị. Thường thường thì việc dựng cửa chúng ta nên chọn cái khung giờ nước lớn. Đó. Giờ chúng ta bước qua cái ngày 12 tháng 12 năm 2020, ngày này là ngày Nhâm Thân, nó thuộc về hành kim, nó là trực nguy, nó là chủ nhật hàng tuần, nó nhằm ngày 24 tháng 1 dương lịch, tức là ngày dương lịch là ngày 24 tháng 1 mà ngày âm lịch là ngày 12 tháng 12. Mình gọi là tháng chạp đó các quý vị. Rồi, kỵ người tuổi Thân, người tuổi Dần và người tuổi Hợi. Giờ tốt của nó là giờ Thìn từ 7 giờ cho tới 8 giờ 59 phút. Giờ Tỵ từ 19 giờ cho giờ Tỵ từ 9 giờ cho tới 10 giờ 59 phút và giờ Mùi là từ 13 giờ cho tới 14 giờ 59 phút các quý vị. Rồi, chúng ta tiếp tục qua cái ngày tốt cuối cùng của cái tháng 12 để chúng ta có thể dựng cửa, tạo cửa hoặc sửa cửa. Đó là ngày 25 tháng 12 năm 2020. Ngày này là ngày Ất Dậu, nó thuộc về hành thủy, nó là trực nghi, nó là thứ 7 hàng tuần, nó nhằm ngày 6 tháng 2 dương lịch, tức là ngày dương lịch là ngày 6 tháng 2 mà ngày âm lịch là ngày 27 tháng 12. Ngày này bởi vì nó là ngày Dậu cho nên nó kỵ người tuổi Dậu, người tuổi Mão và người tuổi Tuất. Giờ tốt của nó là giờ Ngọ từ 11 giờ cho tới 12 giờ 59 phút, giờ Mùi từ 13 giờ cho tới 14 giờ 59 phút. Và khung giờ nước lớn của nó là giờ Dậu từ 17 giờ cho tới 18 giờ 59 phút đó các quý vị. Các quý vị cần lưu ý khi chúng ta xem ngày lập mái, dựng cửa, đào giếng, xuất hành thuyền, thậm chí khai trương thì chúng ta nên để ý những cái khung giờ nước lớn. Hoặc trong kênh Lưỡi Tài tôi cũng đã từng chia sẻ cách tính khung giờ nước lớn. Các quý vị có thể quay lại kênh Lưỡi Tài
vào cái video và kéo xuống để xem, tìm ra được cái video đó để xem. Hoặc là các quý vị cứ lên trên YouTube hoặc gọi là YouTube, các quý vị gõ là cách tính giờ nước lớn của Lữ Tài thì nó sẽ ra đó. Rồi lúc đó các quý vị sẽ học được một môn là cách tính giờ nước lớn. Thì cho nên á, khi các quý vị ngồi ở trong nhà, các quý vị bấm tay thôi, các quý vị biết rằng ở ngoài đó giờ nó đen, giờ này là nó nước lớn hay là nước cạn đó. Chỉ dùng một cái bài đó thôi các quý vị. Rồi khung giờ nước lớn, nhất là cái đào giếng, mình phải đào trước cái khung giờ lúc mà nó bắt đầu lớn, khi mình đào xuống nó mới đụng nước đó. Còn mà mình đào ngay cái khung giờ nó bắt đầu cạn thì mình đào xuống nước nó đang giúp, đào xuống nó cực, mình phải đào sâu hơn mới gặp được nước, tại nó đang giúp mà. Còn mà nếu mà nước nó đang lên thì mình đào xuống mà gặp nước là nó đụng liền đó. Thì nước nó đang dâng lên mà đó. Cho nên cái việc đào giếng rất là quan trọng cho cái việc xem con giờ nước lớn. Rồi video xem ngày tốt ngày đẹp trong cái tháng 12 để chúng ta có thể dựng cửa, tạo cửa, sửa cửa, đến đây cũng đã hết rồi. Hạnh Nhật Tấn xin được khép video tại đây. Hạnh Nhật Tấn xin được khép video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các quý vị, tất cả các anh chị ở những video sau. Hãy nhớ bấm like và bấm nút đăng ký kênh cho mình, để kênh của mình một ngày một phát triển mạnh lên, để Hạnh Nhật Tấn có nhiều niềm vui hơn, có nhiều tư duy hơn để sản xuất ra nhiều video hay hơn, và bổ thân nữa để cống hiến và chia sẻ lên cho tất cả các quý vị và tất cả các anh chị ạ. Rồi, chào và hẹn gặp lại tất cả các quý vị và tất cả các anh chị ạ. Chào.